Xin chào, tôi là Phan Thị Ngọc Mai, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đưa ba tôi qua đây để trị bệnh ở bệnh viện Bum Rum Rap Thái Lan. Thực ra là chúng tôi đã biết tới bệnh viện Bum Rum Rap Thái Lan từ năm 2010. Trước hết tôi xin giới thiệu, tôi tên là Đỗ Thị Hồng Vân. Tôi sinh năm 66. Tôi ở Hà Nội, Việt Nam. Tôi sang đây chữa bệnh cuối tháng 12 năm 2022, tôi bị mắc bệnh ung thư. Tôi phát hiện ra thì đến lúc con trai tôi tìm hiểu về bệnh viện Bum Rum Rap ở bên Thái thì con đã đưa tôi sang đây và điều trị. Đến bây giờ là tôi đã được 10 tháng rồi. Thì trong quá trình điều trị thì đưa ba tôi qua trong cái trường hợp là phải chăm sóc đặc biệt. Và khi vào cái phòng chăm sóc đặc biệt thì gặp một đội ngũ bác sĩ rất là giỏi, rất là tốt, thân thiện. Và đội ngũ của y tá cũng rất là chuyên nghiệp, làm việc rất là tình tốt, tận tâm, tận tình, giúp đỡ cho người bệnh và người thân bất kỳ trường hợp nào. Khi có nhu cầu, khi bệnh nhân xảy ra sự việc thì cấp cứu rất là nhanh. Phục vụ chăm sóc tận tình. Trước hết là cảm ơn đến bác sĩ mổ, bác sĩ trị xạ, bác sĩ chuyển hóa chất cho tôi. Đến hôm nay là tôi đã được, thì trước hết là tôi xin cảm ơn tất cả các đội y bác sĩ, nhân viên y tế, tất cả các nhân viên. Bác sĩ phẫu thuật là bác sĩ vi chai, phẫu thuật thay van tim và mổ bắt hồi tim cho ba tôi. Bác sĩ điều trị về phổi là bác sĩ Non, trực tiếp ở phòng CCU. Và bác sĩ điều trị về thận, Craig, điều chỉnh thuốc rất là tốt, rất là giỏi. Và ngoài ra một bác sĩ mà gia đình tôi rất là cảm ơn, đội ngũ bác sĩ, y tá và tất cả những cái anh chị phục vụ trong bệnh viện, làm việc rất là tận tình và chuyên nghiệp. 10 tháng là tôi mổ, tôi đã hoàn thành và bệnh u của tôi, bác sĩ kiểm tra lại và xét nghiệm là tế bào ung thư của tôi đến nay đã hết sạch sẽ. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả đến đội y bác sĩ và tất cả những con người của bên Thái rất là ân cần và nhiệt tình và yêu quý tất cả các bệnh nhân các nước đến để chữa bệnh của bên đất nước Thái Lan. Dạ, tôi xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, xin hết.